Kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10 về tài chính ngân sách được tổ chức vào sáng nay ngày 14 tháng 11 dưới sự chủ trì của ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về kết quả công tác thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 3 tờ trình về giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 3. Điều chỉnh phương án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý và phân bổ vốn ngân sách trung ương. Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách nhà nước. Trước khi biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về tài chính ngân sách theo 3 nội dung trên, tại kỳ họp, Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo thẩm tra đối với các nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm và còn băn khoăn. Với tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị Quỹ ban Nhân dân tỉnh, thành viên Quỹ ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả ba nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện đạt và dược các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.